Xin chào các bạn. Thì hôm bữa là bên mình là lễ Black Friday, mình đã mua được một cái món rất là tốt mà bữa hôm nay nó mới gửi về. Đó là cái máy tính bảng Surface. Thì giống như các bạn đã biết, Black Friday là bên mình á, nó bán đồ rất là rẻ. Có nhiều người họ mua cái tivi mà biết bự luôn á, mà chỉ có 100 đô thôi à. Hay là họ mua mấy cái máy vi tính á, mấy cái máy iPad á, họ mua họ được họ xếp hàng nha, họ xếp hàng mấy tiếng đồng hồ luôn á, mà họ mua cái iPad mà có 100 đô 200 đô à. Thì mình cũng như vậy, mình lên mạng mình mua được cái này, máy tính bảng Surface của Microsoft. Cái này là cái phiên bản mới nhất luôn, cái này là cái Microsoft Pro 4 nha các bạn, mà là phiên bản mới nhất luôn đó. Thì cái máy này nó bán là 1.400 đô la, như vậy tính ra là khoảng 1.000 là 22 triệu, 400 là 8, 28 triệu, gần 30 triệu. Nhưng mà mình mua cái máy này chỉ có 700 đô thôi. Như vậy thì sẽ còn xuống 14 triệu, từ 30 triệu mà bây giờ các bạn mua cái máy này xuống còn có 14 triệu. Thì có nghĩa là các bạn sale được tới, các bạn tiết kiệm được tới 15 triệu lận. Tại vì cái máy này nếu mà các bạn mua mới á, thì được 30 triệu luôn nha. Bây giờ các bạn mua có 14 triệu à, mình mua cái máy này có 14 triệu à. Tức là các bạn tiết kiệm được một nửa luôn, tại vì mấy cái lợi này nó sale tới 70% lượng, nó sale mà ghê gớm luôn á. Thì bữa nay nó mới gửi về cho mình, nè các bạn thấy không, mình mới nhận được bữa nay. Thì một năm á, bên mình nó sẽ có cái lợi này một lần, bởi vì ai cũng nhanh thủ mua chứ, đa số là họ mua mấy cái hàng mà máy vi tính này không à, tivi đều đó, iPad đó. Ok, giờ mình sẽ review cái này nha. Cái này là cái gì? Thì các bạn chắc cũng biết cái này là cái gì rồi phải không? Cái này là cái máy tính bảng của Microsoft. Nó gọi là Surface. Nhưng mà đa số bây giờ người ta thích iPad hơn, nhưng mà mình thích cái này hơn. Tại vì các bạn dùng cái này, các bạn có thể hack những cái máy khác. Còn các bạn dùng iPad thì các bạn không có thể hack những cái máy khác được. Ok nè, các bạn thấy không? Hàng còn mới nha, chưa bóc tem. Còn tem là ha. Microsoft Surface Pro. Ok. Thì ở đây nó có một cái cục sạc. Cái cục này là cục sạc pin. Và một cái cuốn chỉ dẫn. Ok. Thì cái cục sạc pin đây nè. Các bạn thấy không? Cái của Microsoft á, thì nó làm cái cục sạc pin nó rất là ngộ. Các bạn nhìn nè. Nó không có giống như của Apple. Đó. Thì mỗi một công ty nó có một cái chức năng riêng. Đây là cái hộp của nó. Thì những người nào thích iPad thì xài iPad, những người nào thích Microsoft thì xài Microsoft. Nó cũng cỡ đó. Ủa. Hết rồi. Ok. Bây giờ mình sẽ coi cái máy, bây giờ mình sẽ bóc tem đi các bạn. Bóc tem cái máy mới của mình nè. Đó, nó còn cái nhãn hiệu. Để cho nó sạch. Nếu mà thì mình đã mua một cái giỏ cái đó rồi, các bạn thấy không, cái giỏ này nè, cái giỏ này là 30 mấy đồng, nhưng mà lễ nó sale xuống còn 70% thì còn có 10 mấy đồng thôi, mình mua luôn. Vậy chủ yếu cái máy đó mua cho đó. Các bạn thấy cái giỏ đẹp không đó, các bạn thấy giỏ đẹp không? Mình sẽ bỏ cái máy vô đây. Máy ai? Máy vợ mình, hỏi cái máy này mua cha, dĩ nhiên là mua cho vợ mình rồi. Thì thường thường á, mình có là một cái iPad, hai cái iPad, nhưng mà mình chưa có cái Surface, tại vì mình muốn mua cái Surface, nhưng mà mình không muốn mua cái giá gốc của nó, tại vì mua giá gốc của nó mắc lắm, mình đợi nó sale mình mới mua. Ok, bây giờ mình sẽ mở nó lên coi cái Surface nó có. Bây giờ nó lên này các bạn thấy không? Đó, cái máy này á, các bạn đợi cái dịp lễ Black Friday bên Mỹ á, các bạn mua rất là rẻ. Ở đây nó có cái đồ này là các bạn là để tích cái bàn phím vô, các bạn có thể gắn cái bàn phím vô được. Ok, đây là mới nè, các bạn có thể setup. Bây giờ mình chưa setup đâu, để mình review cho các bạn coi thôi ha. Đó, ở đây có cái camera nữa nè. Bây giờ mình tháo nó ra, mình bỏ vô cái case ha, móc tem cho các bạn. Cái này là hàng mới nha, không phải là hàng xây rồi. Đó. Wow, đẹp quá.
Cái này tới 12 inch lận, nó bự hơn cái iPad chút xíu. Bây giờ mình đã chuẩn bị trước thì mình sẽ mua cái này luôn. Tại vì lâu lâu nó mới sale một lần, một năm nó mới sale một lần thôi, mình mua luôn một lần. Bàn phím đâu? Mình bỏ đây nè, bàn phím không có. Tại sao? Đó, các bạn thấy không? Mình có cái case của nó rồi nè. Mình bỏ đây. Đó. Mình đóng lại. Thấy không? Đó, đẹp chưa? Đó. Bây giờ mình sẽ bỏ ở đây. Các bạn thấy không? Thấy không? Mua cái máy cho ai, mua cái máy cho ai, một case. Ok, bây giờ mình bỏ cái máy vô cái case rồi các bạn ơi. Thì cái máy này nó có thể làm gì nè. Đó các bạn thấy không? Các bạn có thể coi phim được. Ok, bây giờ các bạn có thể đóng lại. Đó, thành một cái này hay hay quá. Thì sau khi mà mình mua cái iPad xong rồi đó thì mình có cái này. Các bạn có biết cái này là cái máy chống rung không? Đó, thì cái này á, thường thường nó bán là 130 mấy đồng tới 200 đô đó. Thì để mà quay video cho đẹp để post lên YouTube á, thì đa số là người ta sẽ xài cái máy này. À, và cái máy này là cái máy quay phim chống rung rẻ tiền nhất đó. Giờ mình cũng mua luôn. Thì thường thường á, trên mạng nó bán là 130 mấy đồng tới 200 đô, nhưng mà mình mua được có 70 mấy đô thôi, tại nó đang sale mà, nó đang sale 70% luôn. Giờ mình đã mua rồi, các bạn thấy không? Bởi từ nay những cái video mình quay lên á, nó sẽ không bị rung nữa, và nó sẽ rất là mượt mà, nó sẽ rất là smooth. Các bạn thấy không? Bây giờ mấy cái công ty Trung Quốc á, nó cũng dữ dội lắm nha, nó không có làm mấy cái đồ kém chất lượng nữa. Mà bây giờ Trung Quốc nó, mấy công ty Trung Quốc mình nó bây giờ nó hơn mấy công ty Mỹ luôn á. Các bạn thấy không? Cái công ty này nè, nó chế cái máy này nè. Mà bên bên Mỹ chưa chưa có công ty nào chế cái máy này hết, mà Trung Quốc nó có rồi đó. Wow, biết bao nhiêu người mua luôn á. Ghê thiệt á. Bây giờ bởi vì không thể khinh thường người Trung Quốc được. Mình mua một cái cho mình luôn. Bây giờ mình sẽ review cái máy này sao nha. Bây giờ mình review cái máy Surface của mình trước đi ha. Ok, bây giờ cái máy Surface của mình này, sau khi mình bỏ vô cái bọc á thì nó sẽ có như vậy. Thì khi nào mình xài mình sẽ mở ra, các bạn thấy không? Ở sau này nó có cái lỗ để cho cái camera nè. Đó. Bây giờ khi mình xài mình sẽ bật nó ra như vậy. Các bạn thấy không? Đó. Ở sau này nó có cái nắp nè. Ok, thôi giờ mình tháo cái case ra đó, ha. Bây giờ nó kêu mình setup tất cả đều bằng tiếng Anh nha các bạn. Nếu mà các bạn biết tiếng Anh thì dễ rồi, các bạn không biết tiếng Anh thì đợi xíu nha. Tại vì thường thường mình không thích xài tiếng Việt, tại vì xài tiếng Việt á nó dịch á mình không hiểu. I'm Cortana and I'm here to help. Okay. A little sign in here, a touch of Wi-Fi there, and we'll have your PC ready for all you plan to do. Okay, bây giờ nó kêu mình set up các bạn. You can use your voice or the keyboard along the way. And if you'd like me to stay quiet, just select the sound icon. Okay, if you need an assistive screen reader, press... Nó kêu mình nếu mà mình không muốn nghe tiếng nó thì mình tắt tiếng đi để khỏi nghe tiếng nó. Cái này nghe nó có thể nói chuyện mình ha. Okay, các bạn bây giờ họ muốn mình set up cái keyboard. Mình thường thường thì cái keyboard của mình là tiếng Việt với là tiếng Anh ha. Mình bây giờ mình sẽ chọn tiếng Việt. Ủa sao không có tiếng Việt trong đây ta? Chắc tại nó kỳ thị người Việt Nam mình rồi, nó không có bỏ tiếng Việt trong đây. Ok, mình thấy rồi. Ok, thì mình sẽ set up tiếng Việt cho mọi người coi. Các bạn thấy không? Bây giờ cái này nó bắt mình setup nè. Bây giờ mình sẽ setup tiếng Việt với tiếng Anh ha. Ok. Ok, bây giờ nó sẽ... Các bạn thấy mình mua cái máy này có 700 đô rồi, rẻ quá trời luôn. Em chi cho mà anh xây tới xin luôn nha. Anh ngồi sau lưng cái máy này, anh chỉ. Ok, bây giờ mình để cái máy mình đây, mình sẽ connect nó nha. Nhập tiếng Việt luôn cho tao chứ. Nó không có gì sao ta hiểu. Các bạn đợi mình xíu nha.
Ok, bây giờ nên họ họ kêu mình connect vô wifi của mình. Bắt quạt lộn rồi. Ok các bạn ơi, bây giờ mình connect được vô cái internet của nhà mình rồi nha. Thì mình sẽ bấm next để coi nó ra làm sao. Thì cái này á, cái máy này giống như cái máy laptop hay là cái máy PC của mình gì đó. Nó không khác gì, khác biệt kia. Nhưng mà cái này á, nó mạnh hơn cái iPad. Mình thích cái này là một ở một chỗ là các bạn có thể dùng cái máy này để làm những cái thứ mà iPad nó làm không được. Ok các bạn ơi, bây giờ mình đã login vô được cái máy của mình rồi. Thì mình sẽ coi coi. Đó. Bây giờ nó sẽ đợi nha, đợi nó xíu ha. Mình thích nhất là cái cục sạc pin của cái Microsoft các bạn nhìn nè. Cái cục sạc pin của nó đó, để lấy nét cái đó. Thấy không nha, xíu à. Nhưng mà các bạn đẩy đây nè. Nó có cái khe đây nè, các bạn đẩy vô đây. Nó tự động nó hít vô. Đây các bạn thấy không? Nè nhìn nè. Nè, để mình lấy nét hả, để đây nè. Thấy không? Nó tự động hết vô nè. Thấy không? Các bạn gỡ kìa. Đây đây nè. Hết vô. Đó, lại nó sạc pin được rồi. Hay hay là cho đó đó. Như với cái điều thứ hai mình thích của cái Microsoft á là ở bên hông của nó có thẻ cắm, nó có cái chỗ cắm thẻ nhớ với lại cắm cổng USB, mà nhưng mà cái iPad thì không được như vậy, các bạn thấy không? Đó là được một điều mình thích nhất ở Microsoft. Đó, nó có cái lo nữa nè, Thì đúng rồi, cái laptop không nhỏ. không? Ừ. Ok, bây giờ mình đã vô được cái máy tính bảng của mình rồi. Thì cái này nó không có giống như iPad. Mình có thể xài theo ba kiểu. Bây giờ mình đang xài ở cái này là cái máy vi tính của mình. Các bạn thấy không? Có cái nút Start nè. Thì mình xài y chang cái máy vi tính của mình luôn đó, thấy không? Không có gì khác hết á. Mình vuốt mọi cái góc này xuống. À, vậy thôi, đơn giản thôi. Nói chung là Microsoft thì dễ xài lắm. Nhưng mà cái mình muốn nói là mình mua được rất là rẻ các bạn. Quá rẻ luôn. Đó, thấy không? Một cái máy gì mà mình chỉ mua có 700 đô thôi các bạn. Quá là rẻ. Ok, tạm biệt các bạn nha.